Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Lạc Thọ Đản Sanh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni. Kính thưa toàn thể chư vị quan khách, đồng hương với Phật tử xa gần. Hôm nay ngày 28 tháng 5 năm 2023, nhằm ngày trăng tròn của Vesak, kỷ niệm Phật Đản lần thứ 2646 của Đấng Từ Phù Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lại một mùa đạo pháp nở hoa, tình yêu đất nước vọng lời ca, ngàn năm lưu dấu hồn non nước, Phật Đản sanh về thế giới an hòa. Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng, trụ sự tại California, chúng con xin được long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản hôm nay, nhằm để tỏ lòng tri ơn cung kính muôn một với Đấng Từ Tôn. Giờ đây đạo tràng được trang nghiêm thanh tịnh, nượm nhuần trong ánh hào quang. Từ mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Lịch Đại Tổ Sư, chúng con vô cùng hân hoan chào mừng cung đón chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni quang lâm về đây tham dự lễ hội kỷ niệm Ngài Phật Đản Sanh hôm nay. Ban tổ chức chúng con, giờ đây, toàn thể chúng con tay chấp thành hình hoa sen đồng an trú trong chánh niệm, hướng về chư Tôn Thiền Đức ung dung trong ánh y vàng rực rỡ. Chúng con xin đê đầu bái thỉnh chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni từ bi lân mẫn, hoan hỷ quan lâm đến lễ đài chứng minh cho lễ hội kỷ niệm mừng Ngài Khánh Đản Đức Phật Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, trước tiên chúng con xin được thông qua chương trình trong ngày lễ hội Phật Đản hôm nay như sau. Thứ nhất, niệm Phật cầu gia hộ. Thứ hai, tuyên bố lý do. Thứ ba, giới thiệu thành phần tham dự. Thứ tư, lời diễn văn khai mạc. Thứ năm, dâng hoa cúng dường. Thứ sáu, đạo từ chư tôn đức chứng minh. Thứ bảy, khóa lễ Phật Đản. Và cuối cùng là cảm tạ hồi hướng và hoàn mãn. Chúng tôi kính mời các vị quan khách cùng toàn thể Phật tử trang nghiêm khởi thân đứng lên, cùng hòa âm niệm hồng danh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thời khoảnh khắc linh thiêng tĩnh lặng này, chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức cùng toàn thể đại chúng, chúng ta lắng động tâm tư, nhất tâm tưởng niệm về những ân nhân ấy. Một phút tưởng niệm bắt đầu.
Kính thưa đại chúng, hoa là sứ giả mùa xuân, hoa mang yêu thương dân tận đến cho đời, hoa tỏa ngát hương từ về muôn lối. Đây những đóa hoa ưu đàm kính dân tặng lên mọi người. Xin mời các em thiếu nhi trong gia đình Phật tử Trúc Non Đại Đăng thể hiện tấm lòng thành hôm nay qua những lẵng hoa kết thành mây năm sắc cúng dường. Trước cúng dường đến ba ngôi tam bảo cao quý cùng toàn thể hiện diện chư tôn hiền đức tăng ni và tất cả quý Phật tử, xin mời các em. Thưa toàn thể đại chúng, Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hân hoan mừng đón Phật đản sanh, bốn biển năm châu tỏa hương lành, thôn trên xóm dưới vui chảy hội, núi rừng chim hót giữa trời xanh, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị quan khách Phật tử. Trước hết, ban tổ chức chúng con xin được thành tâm gửi đến chư tôn thiền đức tăng ni lời vấn an cung kính. Quý đạo tràng thiện nam tín nữ Phật tử cùng các nơi xa gần, mỗi mỗi người hôm nay là đóa hoa ưu đàm đang nở rộ trong ánh nắng ban mai tại thiền viện Đại Đăng, để góp phần trong lễ hội khai hoa kính dâng lên đức từ phụ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đản sanh lần thứ 2646, Phật lịch 2567. Sớm nay trời ửng nắng hồng, lời chim hót tiếng ca trong ngọt ngào, rừng vô u xanh dậy dạt dào. Hóa ra mới biết Phật vào cõi hương. Kính thưa quý liệt vị, lại một lần nữa hoa u đàm nở rộ, báo hiệu cho mùa Phật đản lại đến với tất cả người con Phật khắp mọi nơi. Mọi người, mọi loài, chúng ta đang thành kính hòa niệm đến hình ảnh Đức Phật giáng thế cách đây 2647 năm tại vườn Lâm Tỳ Ni, thành phố Ca Tỳ La Vệ, thuộc miền Bắc nước Ấn Độ, hôm nay là nước Nepal. Sự xuất hiện của Ngài đối với người con Phật chúng ta không còn xa lạ gì nữa. Sự giáng sinh của Đức Thế Tôn đã được lịch sử nhân loại minh chứng hùng hồ qua những đại lễ Phật đản Vesak khắp thế giới mọi nơi.
hạnh phúc thay Đức Phật Giáng Sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Hòa cùng với niềm hân hoan bất tận của ngài đại lễ Phật Đản hôm nay, đang nao nức trở về trên thành phố cố đô quận San Diego, nhà nhà người người đón mừng Phật Đản, từ thành thị thôn quê nô nức reo hò như hạn gặp mưa, như con mừng mẹ. Ai ai người con Phật chúng ta cũng rộn ràng sửa soạn hương đăng hoa quả, thiết lập lễ đài, cử hành lễ hội với tất cả tâm thành dâng lên đấng từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện cầu cho dịch bệnh mau qua, cho chiến tranh sớm dừng, cho Phật pháp luôn trường tồn, cho thiền môn luôn nghiêm tịnh, cho quốc thế dân an, cho thế giới hòa bình và cho chúng sanh được an lạc. Đây là lý do chính trong buổi lễ hôm nay. Chúng con xin được kính trình lên chư tôn giáo phẩm chứng minh và cùng toàn thể chư vị quan khách chứng viết và ghi nhận cho lòng thành tất cả chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Ai trong bầu không khí đoàn kết hân hoan, thấm tình đạo vị sắc hương trong ngày Phật Đản, tay trong tay, lòng chung lòng, kết lên thành bãi đó sen hồng, nâng gót ngọc đấng từ tôn, dạo nơi trần thế ta bà ban vui. Quang lâm chứng minh đại lễ sáng hôm nay, chúng con được vinh hạnh, trân trọng, cung kính giới thiệu sự quang lâm hiện diện của Hòa Thượng Đạo Hiệu Thượng Thông Hạ Tạng, Cố vấn Giáo phẩm Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam hải ngoại. Kế đến, chúng con xin được trân trọng giới thiệu Thượng tọa trụ trì Tịnh Thất Bát Nhã, Thượng tọa Thích Tắc Tấn ở từ Việt Nam sang. Chúng con xin được thành tâm cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Tịnh Niệm, Giáo thọ sư các thiền viện hải ngoại. Kế đến, chúng con xin được thành tâm cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Tuệ Minh, Giáo thọ sư đương viên chứng minh. Kế đến, chúng con xin được thành tâm cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Tịnh Khang, Giáo thọ sư thiền viện Đại Đăng và các thiền viện. Kế đến, chúng con xin được thành tâm cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thông Giải, Hội phó và Giáo thọ sư các thiền viện. Kế đến, chúng con xin được thành tâm cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Tỉnh Nghiêm, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Hoa Từ, bang Arizona. Kế đến, chúng con xin được thành tâm cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Tỉnh Nghiêm, Thượng tọa Thích Đạo Tuân, Giáo thọ sư các thiền viện Thiền Tông Việt Nam hải ngoại. Kế đến, chúng con xin được thành tâm cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chiếu Tỉnh đến từ Việt Nam. Kế đến, chúng con xin được thành tâm cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Vũ Minh đến từ Việt Nam. Kế đến, chúng con xin được thành tâm cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Giác Tân đến từ Việt Nam. Và kế đến, chúng con xin được thành tâm cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Siêu Tuệ đến từ Việt Nam. Chúng con xin được thành tâm cung kính giới thiệu Thượng tọa Narakong đến từ chùa Sanathao ở Escondido. We would like to introduction the venerable Narakong coming from the Sanathao Escondido. Kế đến, chúng con xin được thành tâm cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Tệ Đạt, Giáo thọ sư thiền viện các thiền viện bên ngoài. Kế đến, chúng con xin được thành tâm cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Đăng Định, trưởng lão hội đồng chứng minh các thiền viện bên ngoài. Kế đến, chúng con xin được thành tâm cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Tâm Trí, chủ trì chùa Thiên Ân ở California. Và
phần quan trọng chúng con xin được thành tâm cung kính giới thiệu tất cả các đạo tràng, các chư tăng ni đến từ các tiểu bang và hiện diện tại Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng từ các bang cùng đồng về đây chứng minh dự lễ hôm nay. Xin cho một tràng phát tay. Cuối cùng, chúng con xin được thành tâm cung kính giới thiệu toàn thể các vị đại diện cho các đạo tràng, các quý đồng bào, đồng hương Phật tử hiện diện xa gần cùng chứng minh trong ngày lễ hội hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật sanh Ca Tỳ La, thành đạo Ma Kiệt Đà, thuyết pháp Ba La Nại và cuối cùng nhập diệt tại Câu Thi La. Kính thưa đại chúng, từ sơ sanh cho đến nhập diệt, từ dòng Anoma đến bờ Ni Liên Thiền, cơn sóng vỗ đôi bờ còn ghi dấu tích Phật sự ngàn xưa cho đến mãi ngàn sau. Lời tuyên ngôn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài vừa đản sanh, trên trời dưới trời chỉ ta là hơn cả, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Lời nói kim ngôn ấy, chân lý ấy phát ra một tia sáng lan truyền cho sự sống tâm linh bất diệt cho nhân loại. Bất cứ nơi đâu, vào thời điểm nào, mỗi lần đề cập đến giáo dục Phật giáo, thì hình ảnh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni lại tái hiện một cách sống động, diễm ảo và màu nhiệm trong lòng người con Phật nói riêng và tất cả chúng sanh trong vũ trụ nói chung. Giờ đây chúng con nhất tâm cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thông Giải, đại diện tiên đọc diễn văn khai mạc kính mừng Đại lễ Phật Đản lần thứ 2647 hôm nay tại Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng. Xin quý vị cho chàng phát tay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn, hòa thượng, thượng tọa, quý ni sư, quý sư cô và quý Phật tử đồng hương, mùa Phật Đản Phật lịch 2567 trở về với người con Phật khắp năm châu lại được hân hoan đón mừng Ngài Đấng Đạo Sư thị hiện ở đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Đây là dịp cho tất cả chúng ta cùng ôn lại những lời dạy của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là cơ hội để mỗi người kiêm nghiệm sống theo lời dạy chân thực của Đức Thế Tôn. Kinh Pháp Cú 193 Phật dạy: khó gặp được Đức Như Lai không phải đâu cũng có. Chỗ nào Phật đản sanh, nơi đó tất an lạc. Nếu cho rằng Như Lai là Đức Phật có 32 tướng tốt, gọi là Như Lai xuất thế, thì quả thật rất khó gặp. Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ đã nhập diệt trên 2000 năm. Đến nay chúng ta vẫn chưa thấy có một vị Phật nào khác ra đời. Nhưng hiểu theo tinh thần Kinh Kim Cang, Như Lai tức không từ đâu đến và cũng không về đâu. Nghĩa là phi sắc phi tướng, vô hình vô vật. Thì khi chúng ta tu tập tọa thiền, tâm chúng ta tĩnh lặng, hằng tri hằng giác, ấy là Đức Như Lai đã hiện tiền. Một niệm tỉnh giác thì Đức Phật ra đời, vì Phật là giác. Một niệm điên đảo chạy theo trần cảnh thì Đức Phật nhập Niết Bàn. Khi Như Lai tự tâm đản sanh, nghĩa là tâm an lạc sáng suốt, thì rõ ràng đó ấy tức khắc được an lạc. Cũng trong Kinh Pháp Cú 182, được sinh ra làm người đã là khó,
được sống lại càng khó hơn, được nghe chánh pháp ngoài khó, được gặp Đức Phật ra đời là khó. Quả thật, được làm thân người là khó, vì thế giới loài người gồm bốn châu, nhân gian, còn các cõi khác như địa ngục, ngạ quỷ. Nhưng cái khó ở đây là khó phát tâm tu hành, vì thường ở trong nơi quá sung sướng như các cõi trời, hoặc quá khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ít điều kiện được nhắc nhở đến tiếng tu. Còn cõi người thì không quá sung sướng và cũng không quá khổ. Nhiều khi gặp những thăng trầm trong cuộc sống hay đau khổ mất mát, đó là những cơ hội để con người chúng ta thấy rõ vô thường, từ đó quyện theo con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy. Trong bốn cái khó trên, được gặp Phật ra đời là khó nhất. Trong một thế giới không bao giờ có hai Đức Phật xuất hiện một đồng thời. Chỉ thế nào giáo pháp của Phật trước đó đã hết truyền thì Phật sau mới ra đời. Hiện nay dù trong thời mạt pháp, chúng ta không tận mắt thấy được đức hóa thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng chúng ta vẫn còn nghe chánh pháp, vẫn còn chiêm ngưỡng được dung nhan của Ngài qua hình tượng. Cho nên nếu ai tự xưng là Phật giảng pháp cho người khác, hoặc phao tin sắp có hội long qua Phật Di Lặc ra đời, thì đó là những lời dối trá mê hoặc người đời, nhằm mục vụ cho một ý đồ đen tối nào đó. Sự hiện diện ứng hóa thân Phật trên cõi đời là một sự kiện hiếm gặp, điều vị hỏi tầng chưa từng có. Nhưng chúng ta có khi nào tự hỏi Ngài xuất hiện trên đời để làm gì? Trong kinh Pháp Hoa Phật dạy, chư Phật xuất hiện ở đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật chí kiến. Bản hoài của chư Phật mười phương là muốn chỉ cho chúng sanh thấy ai cũng có chí kiến Phật, tức Phật tánh như nhau, bình đẳng không khác. Từ đó sẽ nhận ra rằng sống được với Phật tánh của chính mình một cách viên mãn. Cũng trong kinh Phạm Võng, Phật dạy rằng: Này các thầy tỳ kheo, thân của Như Lai còn tồn tại, nhưng cái khiến đưa đến một đời sống khác thường đã bị chặt đứt. Khi thân của Như Lai còn tồn tại thì chư thiên loài người có thể thấy thân ấy. Khi thân hoại mạng chung thì chư thiên loài người không thể thấy được. Khi Đức Phật còn tại thế, thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Ngài là một điều kiện tốt để dễ dàng và dễ vô quá những cho chúng sanh căn cơ thấp. Vì chiều muốn tánh dục của chúng sanh nên Ngài phải thể hiện sắc thân như thế. Nhưng dù thân ấy còn tồn tại mà cái nghiệp lực thúc đẩy thọ ảnh thân sau đã không còn. Chính lòng ái dục đã tạo dòng nghiệp khiến đưa đến cõi đời sống khác, với chánh báo và ý báo tương tự, tương ứng thân hóa Phật vì hình tướng, nên chư thiên loài người có thể thấy được. Khi thân ấy đã hoại, Đức Phật trở về với pháp thân vô tướng, nên không ai có thể thấy được Ngài. Tất cả chúng ta đều có pháp thân vô tướng như thế. Vấn đề ở chỗ chúng ta có nhận ra không, mà tu hành cách nào để có thể sống được với nó miên mặt từng phút giây. Chúng ta đã xét qua ý nghĩa về đản sanh của Đức Từ Phụ để thấy rõ rằng sự xuất hiện của Thế Tôn, sự giáo hóa của chúng Thế Tôn, vị giáo hóa của chúng ta ơi, mùa khánh đản nhắc lại về cuộc đời và những đức tính cao đẹp của Ngài. Chúng ta không biết rằng Ngài đã trải qua vô lượng kiếp tu hành, cuối cùng mới thể hiện là Thái tử Tất Đạn Đa ở Ấn Độ. Sau khi thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Ngài là bậc dĩ nhân đã để lại một hình ảnh không sao phai mờ trong lòng người con Phật khắp năm châu bốn biển. Vì cuộc đời Ngài quá vĩ đại và tốt đẹp,
Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu người đã dùng mọi bút mực, mọi vẻ đẹp, mọi hình thức văn hóa để ca tụng cái toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ của Ngài. Biết bao nhiêu người đã nguyện noi gương Ngài, quên mình để phụng sự chúng sanh, hy sinh hạnh phúc riêng tư để cho hạnh phúc của nhiều người. Những sứ giả của Như Lai đã mang thông điệp của Đức Phật đi vào cuộc đời, làm cho con người hiểu được bản chất của kiếp sống là vô thường và đau khổ. Từ đó thúc giục con người sớm theo lời dạy của Ngài tu hành để được giác ngộ và giải thoát. Hôm nay, một lần nữa kỷ niệm Ngài Phật Đản, chúng ta đem hết tâm thành quy ngưỡng và đảnh lễ Ngài. Chúng ta thấy hình mình rất có phước duyên nên mới được làm người, được thấm nhuần vòng sửa pháp, được hòa thượng tôn sư hướng dẫn tu hành, được làm vạn đạo cùng những người hiền thiện. Chúng ta nguyện nhớ mãi hình ảnh Ngài bước trên hoa sen thì mới ra đời, để noi gương Ngài cũng bước từng bước an lạc thảnh thơi trên con đường an ổn vào cuộc sống. Thân ngũ uẩn của chúng ta tuy ở trần thế nhưng phải biết vươn lên, không để bùn nhơ của ngũ dục làm ô nhiễm. Từ đó chúng ta sẽ góp phần thổi một luồng sinh khí mới vào cuộc đời, khiến mọi người, mọi phần được an lạc và hạnh phúc. Đây là cách duy nhất để đền đáp ơn của Đức Thế Tôn vô cùng quý kính của chúng ta. Kết thúc, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chúc quý Ngài Pháp Thể Kinh An, chúng sanh dị độ, đạo nghiệp viên thành. Kính chúc quý quan khách, quý đồng hương Phật tử luôn được dồi dào sức khỏe và sở nguyện như ý. Xin được hồi hướng tất cả công đức này cho Phật Pháp được thường tồn ở thế gian, cho chúng sanh nương tựa, thế giới được hòa bình, chúng sanh được an lạc. Trân trọng tuyên bố khai mạc chương trình Đại lễ Phật Đản 2567 hôm nay. Nam mô Công Đức Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Sakya Mouni Buddha. Respectfully addressed to the most venerable monk and nun, distinguished guests and devotees, the lay Buddhists. This is truly an honor, fortunate and honest auspicious for humanity and great compassion. The world honored one, Sakya Mouni Buddha, descended from the two-seater heaven and was born into this world 2,647 years ago in India. So during this sacred and auspicious moment to celebrate the birth of our Lord Buddha, the Vietnamese American United, the Buddhist congregation, along with the millions monks and nuns and lay Buddhists around the world, sincerely pay homage and revere the supreme wisdom and the great compassion of the Buddha manifested in order to open the path of enlightenment and liberation. And it has never been witnessed in the history of the humanity. So today, the Venerable Thet Thong Giai represent the Vietnamese Buddhist Meditation Congregation, the Vesak today at the Đại Đăng Monastery. So thank you so much for your coming today. Kính thưa toàn thể đại chúng, để thay đổi chương trình không khí, mời một ca sĩ để dâng lên một bài hát mừng lễ Phật Đản hôm nay tại Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng. Đây là bài hát duy nhất hôm nay tại nơi chánh điện, để chúng ta được thưởng thức một bài hát nói về cuộc đời Đức Phật từ lúc đản sanh cho đến đoạn giữa ngày hành đạo, cho đến cuối cùng tại thành Câu Thi Na, ngài nhập vào đại định. Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay nhân mừng ngày lễ Phật đản sanh, con xin gửi đến quý
trăng tròn tháng tư. Thưa đại chúng, người ta là ca sĩ, người ta biết hát,
hát rất hay. Chúng con là tu sĩ cho nên chúng con cũng có một bài thơ để cùng kính tặng hôm nay đại chúng. Rằm tháng tư chuông ngân, Đức Thích Ca giáng trần. Em lên chùa lễ Phật, anh đạo tọa đầy sân. Tiếng chuông ngân vang đưa, trầm hương nở khắp chùa. Tâm tư em thanh thản, nhẹ nhàng niệm Nam Mô. Tâm tư em thanh thản, nhẹ nhàng niệm Nam Mô. Cảm ơn. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chư Tôn Đức ngàn lần cao quý, thay Phật tuyên dương giáo pháp nhiệm màu, là phước điền cho muôn loài gieo duyên, là mô phạm cho nhân thiên cung kính. Giờ đây toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con đang lắng lòng thanh tịnh hướng về chư Tôn Đức. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thượng Thông Hạ Tạng chứng minh hôm nay xin Ngài vì chúng con ban cho chúng con bài huấn từ đạo từ sáng hôm nay trong ngày lễ Phật đản, cho chúng con được lợi lạc trong ngày lễ kỷ niệm Phật đản hôm nay tại Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng. Chúng con thành tâm ngưỡng kính vọng Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đồng hương Phật tử xa gần có mặt trong buổi lễ Phật đản ngày hôm nay. Trong cái không khí se lạnh và trong một cái không gian nó cơm ấm áp, thì qua những cái lời tuyên bố của Thầy Trụ Trì, qua cái diễn văn khai mạc của Thầy Hội Phó, và qua những cái lời ca của quý Phật tử, và đồng thời qua cái bài thơ của Thầy Trụ Trì, thì nó đã nói lên hết tất cả những cái ý nghĩa của cái ngày lễ Phật đản sinh. Và qua cái hình tượng, biểu tượng mà chúng ta thấy trình bày đây đó, đó là biểu tượng Đức Thế Tôn khi ra đời, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, và bước trên cái bảy bước hoa sen. Và cái, cũng có cái câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái điều quan trọng mà đa phần chúng ta thắc mắc lâu nay đó là cái chữ ngã. Bởi vì khi nói duy ngã độc tôn thì nghĩ rằng Đức Phật là một cái người độc tôn, có nghĩa là đã là Phật thì tại sao còn gọi là ngã? Thì đó là vấn đề mà chúng ta hay dễ thắc mắc. Thì như vậy là Đức Phật cũng có cái ngã to quá cho nên mới tự xưng mình là độc tôn. Thưa quý vị, đó là một cái vấn đề mà lâu nay chúng ta mọi người hiểu một cách. Và ở đây thì qua những cái điều đã quý Phật tử đã nghe, tất cả những cái thiết lý, những cái cao siêu mà trong những cái lời văn đã trình bày, thì ở đây thì chúng tôi cũng chia sẻ cái sự thực mà cái tôn quý của cái gọi là Đức Phật gọi là duy ngã độc tôn đó, là để chỉ cho rằng mỗi người chúng ta ai cũng có cái tánh giác đó, và mỗi người chúng ta là duy nhất, để chúng ta phải trở về để chúng ta soi sáng lại mình, và để chúng ta mới sống được cái điều mà Đức Phật đã dạy, chứ không phải là Phật là độc tôn. Mà độc tôn ở đây là mỗi người chúng ta là mỗi một thực thể đã sẵn có, và chỉ có mỗi người mình trở về với mình
mỗi người là nơi nương tựa của chính mình, không có ai là nơi nương tựa của chính mình hết. Cho nên cái quan trọng là trở về để mình mới thấy rõ được. Vì vậy mà có hai câu sau nữa là tất cả thế gian đều là sinh và bệnh chết. Vì như vậy thì mỗi người chúng ta đã có sẵn cái thánh giác, cái Phật đó. Cho nên mới tạm nói là trong thế gian này ta là tôn quý, ta là cao quý, ta là tôn quý trọng. Cho nên vì vậy mà mỗi người chúng ta có sẵn cái đó và mỗi người phải quay trở về. Và thưa quý vị, trong tông phái thiền Việt Nam thì Hòa Thượng Tôn Sư cũng tất cả phương pháp ngày dạy cũng chỉ nhằm mục đích là trở về lại với chính mình để mình soi sáng lại mình. Đó là cái khi Ngài Hòa Thượng dạy đem cái câu chuyện của Ngài Huệ Trung Thượng Sĩ, khi vua Trần Nhân Tông, tức là Sơ Tổ Trúc Lâm, đến hỏi Ngài Huệ Trung Thượng Sĩ, vậy chứ việc bổn phận của người tu là việc gì? Thì Ngài Huệ Trung Thượng Sĩ Ngài nói rằng phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đắc. Tức là cái việc bổn phận của người tu là quay trở về, phản tức là trở lại với chính mình, quan là mình xem xét, mình soi sáng lại. Tự kỷ tức là gì? Tự là nơi chính mình. Cho nên chỉ có nơi chính mình thì mình trở về, mình soi sáng để mình nhận lại cái tánh giác, cái Phật tánh đó mà Đức Phật nói là trên trời dưới trời chỉ có ta là tôn quý. Thì như vậy trên thế gian này cái sự tôn quý đó là cái tánh giác là Phật mà mỗi người đã sẵn có. Cũng như hồi nãy thầy Phó nói rằng một đại sự nhân duyên mà Phật ra đời, Đức Phật thị hiện ra đời cũng chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Thì như vậy để nói lên rằng mọi người chúng ta ai cũng có sẵn. Nhưng mà bây giờ chúng ta nghe nói vậy, nhưng mà bây giờ nói soi sáng lại mình để làm sao cho cái Phật đó hiển lộ, thì quý Phật tử thấy dễ hay khó? Bởi vì lâu nay chúng ta ít có bao giờ chúng ta quay về để soi sáng lại mình, mà phần đông đa số là chúng ta soi ở đâu? Chúng ta soi ra ngoài không à, phải không? Bởi vì soi sáng bên ngoài cho nên mình mới thấy người này xấu, người kia dở, người này thế này, người kia thế nọ, chứ chưa bao giờ chúng ta chịu soi sáng lại mình. Thì như vậy soi sáng lại mình bằng cách nào? Ví dụ bây giờ khi mình cái gì mà mình cho rằng người đó là xấu bởi vì người đó không vừa ý mình, chứ không có gì hết, và cái người đó làm một cái điều gì đó không vừa ý mình đó, thì mình trở về để mình soi sáng bằng cách nào? Khi không người đó làm cho mình khó chịu thì mình trở lại mình soi sáng cái cảm giác, cái trạng thái khó chịu đó thôi, chứ không có gì hết á. Quý Phật tử mà chỉ cần soi sáng là gì? Là lắng nghe, là cảm nhận, là rõ biết cái trạng thái, cái cảm giác khó chịu mà người ta đã làm cho mình khó chịu đó. Và khi mình soi sáng được cho nó thì mình sẽ không có, mình không có phê bình, mình không chỉ trích, mình không có cái thái độ với cái đối tượng, với cái người mà đã làm cho mình khó chịu đó. Cái người làm cho mình khó chịu là duyên để cho cái quả của mình. Cái quả đó là gì? Là cái khó chịu nó dấy lên. Và mình tánh giác của mình là mình soi sáng lại cái cảm giác, cái trạng thái đó thôi, giống gì? Khi mình soi sáng cái cảm giác, cái trạng thái đó được thì cái tánh giác rỗng lặng trong sáng mà Hòa Thượng dạy là liễu liễu thường tri, rõ ràng thường biết, nó liền có mặt ở đó. Và cái tâm thể của mình nó trở nên thanh tịnh, mà tâm thể trở nên thanh tịnh thì ngay nơi đó là Phật ra đời, chẳng có gì hết. Như vậy thì Đức Phật thị hiện ra đời, thị hiện ngay đâu?
ngay nơi chính mình, chứ không phải chỉ Phật thì hiện ra đời ở mấy ngàn năm trước mà bây giờ mình cứ lại xì sụp mình lại thì mà mình thấy được gì hết. Cho nên đó là vấn đề mà chúng ta nương nơi hình ảnh, nương nơi biểu tượng, nương nên cái ngày Đức Phật đản sinh để chúng ta làm như thế, trở về với chính mình để cho ông Phật của mình đản sinh ngay nơi mình, chứ không phải chỉ là mình kỷ niệm cái ngày Phật đản sinh, năm nào mình cũng kỷ niệm ngày Phật đản sinh, còn ông Phật của mình thì ông để nó nhập diệt, nó mất tiêu. Có phải vậy không quý vị thấy? Cho nên vì vậy nhân cái ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với Phật tử là làm như thế nào để mỗi ngày ông Phật của mình đản sinh ra, và chúng ta đừng để ông nhập diệt nữa. Ông nhập diệt mất tên thì rất là phí một đời của chúng ta. Phải không? Quý vị thấy mà đản sinh, Phật đản sinh có gì khó đâu. Chỉ một việc là trở về cảm nhận lại những cái nỗi đau mà người khác làm cho mình đó, mình cảm nhận trọn vẹn đó thôi, mà mình đừng có thái độ phản ứng ra cái đối tượng mà làm cho mình khó chịu đó, thì lúc đó là Phật hiện tiền, là Phật thị hiện, là Phật sinh ra, chứ không có gì hết. Nó rất là đơn giản. Quý Phật tử thấy nhân cái ngày hôm nay thì không, chúng tôi không có nói chi cho dài dòng mất thì giờ quý Phật tử, chỉ có một cái việc là trở về lại chính mình, cảm nhận, lắng nghe, cảm nhận và rõ biết những gì đang có mặt với mình, đang xảy ra với mình, buồn vui, hờn giận, hơn thua, phải quấy, khổ đau, hạnh phúc, cả hai mặt của thực tại cuộc sống, mình nhận rõ ra và đón nhận nó đúng như bản chất của nó, thì lúc đó Phật hiện tiền, chứ không có gì, Phật thị hiện thôi, chứ không có gì khó hết. Thì hôm nay nhân cái ngày lễ Phật đản sinh, và không có nói cho nhiều thì quý Phật tử cũng nghe cũng mệt thôi, bởi vì quý vị đã nghe nhiều rồi, đầy ở trên mạng đầy hết rồi, đi khóa tu này đi khóa tu kia, rồi quý thầy này quý thầy kia giảng, quý thầy không có muốn nói nhiều nữa mà chỉ nói nhấn mạnh một câu, một cái chuyện thực tế trong đời sống để quý vị có thể làm cho Phật chính mình đản sinh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Toàn thể đạo tràng chúng con gần xa ngưỡng kính tri ân Hòa Thượng Đạo Hiệu Thường Thông Hạ Tạng trả lời những lời huấn từ rất xúc tích, rất cô động mà chúng ta thực tập và hàng ngày cả đời và suốt cả kiếp. Thưa đại chúng, thiền sư, cư sĩ, Phật tử, tuệ trung thượng sĩ, cho thiền lại một câu chân ngôn bất tận đến ngày hôm nay và mãi đến ngày sau. Ngài trao truyền lại cho Ngài Sơ Tổ Thiền Phái Trúc Lâm, vị vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, câu ấy rằng: phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đất, tha đắc. Nhìn lại chính mình là một cái bổn phận rất là chủ yếu, chính nhất. Đó là lời bài huấn từ của Hòa Thượng muốn trao lại cho chúng ta từ nguồn ngày xưa Đức Phật đến Chư Tổ Thiền Phái Việt Nam, đến mãi hôm nay tại nơi đất khách chúng ta mỗi lần nghe lại là mỗi lần mới. Cho nên thưa đại chúng, đây là lời chân ngôn chân lý, chúng con nguyện sẽ cố gắng khắc cốt ghi tâm, nguyện cố gắng hàng ngày áp dụng để ngày nào cũng là ngày Phật đản, ngày nào cũng là ngày xuân và ngày nào cũng là ngày vui. Ngõ hầu như vậy chúng con mới được đền đáp chút ít phần nào để đến ơn Tam Bảo, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn vạn loại chúng sanh. Chúng con xin được thành tâm kính chúc cho Hòa Thượng được pháp thể khinh an, thân tâm an lạc, luôn luôn trụ thế ở nơi đời, cho
tất cả tứ chúng chúng con được nương theo phước trí của Ngài để hàng ngày gắng tu tập để vượt qua những sự phiền não khổ đau, và phiền não chính nhất là luân hồi sanh tử. Giờ đây, kính thưa đại chúng, phần nghi thức đón mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 đến nay đã viên mãn. Tiếp theo đây là chương trình nghi lễ tông giáo. Chúng con xin được trân trọng kính thỉnh toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể đại chúng, chúng ta đồng khởi thân đứng dậy hướng về nơi tôn tượng để bước sang phần nghi lễ khai kinh cầu nguyện. Mời ban chuông cổ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa chư đại đức tăng ni, kính thưa các vị quan khách với đạo tràng thiện nam tín nữ Phật tử, chương trình đón mừng đại lễ Phật Đản năm nay tại Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng đến đây đã hoàn thành viên mãn. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được chân thành gửi lời tri ân sâu sắc đến quý chư tôn đức chư đại đức tăng ni. Quý Ngài đã không quản ngại gian lao khó nhọc, đã vượt qua những chặng đường dài nghìn dặm, đã vì lòng thương tưởng đối với tứ chúng chúng con. Quý Ngài về đây dính ra thời gian quý báu để chứng dự cho buổi lễ Phật Đản hôm nay. Sự hiện thân của quý Ngài là niềm vinh dự phước báo lớn lao cho hàng tứ chúng chúng con tại Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng gần và xa. Để làm tròn câu uống nước nhớ nguồn trong ngày lễ hội ý nghĩa hôm nay, ban tổ chức cũng rất vui mừng chào đón và chân thành tán thán tinh thần thiết tha tu học của quý đồng hương Phật tử gần xa. Chúng tôi hết lòng tán thán đạo tâm của những tấm lòng thầm lặng của quý Phật tử cùng thân hữu gần xa đã phát tâm đóng góp tịnh tài tịnh vật, tận tâm tận lực, công sức và tất cả những gì quý vị có thể làm được cho Thiền viện Đại Đăng và cho Tam Bảo. Nguyện cầu mười phương chư Phật
luôn gia hộ cho chư tôn đức sức khỏe dồi dào, tuổi thọ dài lâu, mãi là bóng cây đại thọ che mát cho hàng tứ chúng chúng con trở về nương tựa tu tập. Kính chúc quý vị quan khách luôn đầy sức khỏe để hoàn thành tốt mọi công việc, luôn gặp nhiều điều tốt nhất trong cuộc sống. Kính chúc quý Phật tử gần xa đạo tâm luôn kiên cố, luôn tinh tấn dũng mãnh trên đường đạo, mãi là những người đệ tử chân chánh của Đức Như Lai, luôn kính Phật, luôn trọng tăng và những người con hiền hiếu thảo. Và buổi lễ hôm nay được hoàn thành viên mãn, tất cả chúng ta xin được dâng lên công đức lành này, được cúng dường cho Hòa Thượng Tôn Sư, được sống lâu nơi đời, được tứ đại điều hòa, sống lâu nơi đời, lợi lạc quần sanh. Xin hồi hướng công đức cầu nguyện chư Tôn Thiền Phái Trúc Lâm trong và ngoài nước, được phúc trí trang nghiêm, chúng sanh dị độ. Và kế đến xin hồi hướng cho Giác Linh Thượng Tọa, trụ trì Thượng Tọa Thích Tệ Giác, được thấm nhuần công đức này, tùy nguyện thọ sanh ung dung tự tại giữa bầu trời bao la. Chân dần phan chiếu lung linh ngàn đại sen tỏa sáng dưới bóng từ bi, lời kính thiết tha nguyện cầu hòa chung tiếng mõ ngân vang bên mê bờ giác ngộ thiên môn niết bàn. Chùa tôi dưới bóng trăng, đàn em vui múa ca, hồn nhiên tươi thắm như nụ hoa hồng nhung. Dù gian nan khó nguy, dù thân tâm xót xa, ứng Ana Lệ Tỳ Xá Đề Bề Ra Bạc Xà Ra Đà Nữ Bàng Đà Bàng Đà Nế Bạc Xà Ra Bàng Như Tú Hổ Hồng Đô Lô Ung Phấn Ta Bà Tha. Good afternoon everyone. I'm here as this beautiful celebration, big ceremony. Maybe here, I don't know how much people here, but it's really good energy, spiritual energy here. I'm Russian, I respect Buddhist tradition, and I like meditation. And here it's a really great celebration for the Buddha birthday, and a lot of kids, a lot of interesting singers here, and thank you so much people who make it this holiday and celebrate together, any nationality, Thai people, Vietnamese, any Asia, American, Russian, and any people. Thank you so much. I'm so happy I visited this event, and next time I come in, because I first time coming, but next time I know this so powerful
place. I want to visit again and again. Thank you. Lưu Trúc Ly xin kính chào quý thầy, quý cô cùng tất cả quý vị Phật tử có mặt tại chùa Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng. Dạ, ngày hôm nay Lưu Trúc Ly rất là lấy lòng hạnh phúc khi mà được có mặt trong buổi lễ Phật đản ngày hôm nay. Và quý vị Phật tử rất là dễ thương và đến rất là đông để hưởng ứng chương trình, và những cái món ăn chay của mọi người cúng dường cũng rất là ngon luôn. Lưu Trúc Ly được ăn cơm chay nè, rồi ăn xôi nè, rồi rau câu nè, rồi uống nước ngọt nè, rất là nhiều món ngon. Và chương trình văn nghệ ngày hôm nay cũng rất là gần gũi với quý vị Phật tử. Và Lưu Trúc Ly cũng xin kính chúc cho quý thầy, quý cô lúc nào cũng an lạc, an lành, lúc nào cũng được Phật che chở và cuộc sống lúc nào cũng tươi đẹp. Và chúng ta hãy cùng nhau ăn chay và chúng ta hãy cùng nhau sống thiện, sống lành nha quý vị.